thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 8, thị trấn Ngân Phú tổ chức cấp phát 275 phần quà cho các hộ dân trong các khu vực phong tỏa trên địa bàn. Để thực hiện đúng theo quy định trong phòng chống dịch, tổ cấp phát quà đến từng nhà, để quà trước cửa và thông báo cho hộ dân ra nhận, đảm bảo giữ đúng khoảng cách an toàn giữa người trao và người nhận quà. Mỗi hộ dân được hỗ trợ một phần quà, gồm đường bột ngọt trứng, tổng trị giá đợt hỗ trợ trên 33 triệu đồng từ nguồn vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn đóng góp. Thông qua việc hỗ trợ quà, chính quyền địa phương và các mạnh thường quân động viên chia sẻ khó khăn với những hộ dân trong các khu vực phong tỏa, đồng thời mong muốn các hộ tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 nhằm chung tay cùng địa phương ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.